jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Xin lỗi anh em nha, ngày hôm qua mình không có đăng video bởi vì hôm qua mình bị bệnh các bạn à. Mình bị bệnh rồi mình nằm liệt giường luôn, mình không thể nào ngồi dậy được các bạn, cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha các bạn. Hôm nay là tuy mình vẫn bị bệnh nhưng mình đã rất là nhớ anh em fan của mình nên ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu video liên quan tới Skibidi Toilet tiếp nha các bạn nha. Hôm nay ngay bây giờ nhìn tấm hình này đi, thấy gì đây không? Một cái dấu tròn màu đỏ. Khả năng cao là các bạn có thể đoán được là ngày hôm nay anh Jay lại tiếp tục làm về những bí ẩn Skibidi Toilet đúng không? Chính xác rồi các bạn ơi. Và những bí ẩn này sẽ ở trong tập mới nhất là tập 50 nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Sẵn sàng rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào. Nó không những chỉ có một bí ẩn không mà nó còn có rất là nhiều bí ẩn khác của chị TV Man nè, của thằng Skibidi Toilet phiên bản rồng lửa và của anh Cameraman Kirito đó các bạn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Bắt đầu video nha. Nhưng mà trước đầu video này á, nhớ lại cho video một nút like để ủng hộ cho mình nha các bạn. Hôm nay mình vẫn bị bệnh mà mình vẫn lên làm video cho các bạn, là các bạn nhớ thương anh Jay nha. Nhưng bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới để giúp cho kênh mình sớm đạt được 3.000 người đăng ký nha anh em. Đó là ước mơ của mình đó anh em à. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhớ bình luận và bấm nút like phía dưới là anh Jay ơi, em đã bấm like cho anh, em không phải là người xem chùa đâu, để mình thả tim cho các bạn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Let's go baby. Nhớ bấm like nha anh em. Năm mươi All Secret và Easter Egg, có nghĩa là những bí mật và những cái gọi là những cái dấu hiệu á các bạn. À, hay còn được gọi là, mình hay dịch tiếng Việt là gì biết không? Đó chính là những bí mật mà không ai nói cho bạn biết nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Thấy hình gì đây không? Đó chính là anh Titan Cameraman. Đó chính là idol mới của mình nha các bạn. À, các bạn nào idol ảnh giống mình hay không? Nói như mà idol giống như mình á thì nghe bây giờ nhớ để lại cho video một nút like nha. Chứ idol bấm like là kiểu nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go baby. Yo. Tập thứ 50 nè các bạn ơi. Cameraman Kid. Wait a minute. Em bé Cameraman. Ủa mà nhìn đâu có giống đâu ta. Ờ cũng biết đó bạn ơi, rẻ thì cái chứ. Đúng là độc lạ Bình Dương mà. Oh my god. Ok, cái này tập thứ 50 luôn nha các bạn. Ui dạ. Đây là cuộc chiến giữa Skibidi Toilet nó đang chiếm vô cái thành này nè các bạn à. Ok ok, mới còn có một ngày mình đã quên rồi. Đây 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 đây, thấy ai không, thấy ai không? Cameraman Kirito nha bây giờ. Easy Immortal, có nghĩa là anh ấy giống như là kiểu mạnh mẽ bất tử đồ các kiểu các bạn. Mình nghĩ cũng giống vậy đó các bạn ơi. Ảnh hơi bị bro đấy, anh không sợ ai đâu. Nè nè, ủi mấy thằng Skibidi đấy bây giờ nó mạnh ghê luôn mẹ, nó còn bự nữa nha. Máy bắn tia laser, một đứa đã chết, nhưng mà đứa thứ hai sẽ nã tên lửa vô. Oh no bro. Nhưng mà không sao, bây giờ nhân vật chính mới tới đây. Chuẩn bị chưa? New weapon, vũ khí mới của những đứa Skibidi Toilet. Wow, giờ mới để ý luôn á. Kiểu coi bí mật chúng ta mới để ý được những cái này nha các bạn nha. Rồi, máy cưng ơi, let's go. Oh my god, mày chết đi con. Mày chết đi con. Titan Cameraman V2 level 2 nha bạn. Mày cút, mày lên đường đi. Trời, bình thường là người ta xả toilet đúng không, còn ảnh là ảnh đập bể toilet luôn bạn. Yeah, một like. Nè nè, có nhiều bạn nói là anh Jay, anh có biết khúc này là gì không? Khúc này là anh Titan Cameraman anh đứng vậy nè, cái thằng Skibidi Toilet kia nó phun lửa, xong anh đứng anh kêu nè, giờ mày phun được, mày phun dữ chưa, mày tới mày xong rồi đúng không, giờ tới lượt tao. Ok, coi tới lượt tao nè. Yeah. New Sao Wave này, New Sao gì, cái này gọi là gì biết không? Tiêu nguyên tử nha mẹ nha. Nice. Ê, quá đẹp luôn. Mày ơi, 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 này mày mày bắn hả mày? Mày bắn hả? Hút vô. Cái này có thể điều khiển những đứa toilet hay là có thể hút những đứa toilet nha bạn. Cho lên đường. Quá dễ. Một like, let's go. Đúng là idol của mình, bây giờ mình chuyển qua idol ảnh rồi nha bạn. Vừa ngầu, vừa mạnh mà vừa đỉnh cao, bấm like nữa bạn. Ui trời ơi. Anh em nhớ bấm like nha anh em. Hôm nay mình hơi bị bệnh đó nhưng mà sao mũi bạn không cảm nha.
Đấy, có cánh bay đủ các kiểu luôn. Man Gromen đứng lại bây giờ. Let's go. Ý tưởng mới của anh em chúng ta đấy. Grom Gnome là mấy cái ông kiểu ở trong mấy cái bụi cây á, bạn bên Mỹ á. Computer Man. Wow. Ui, cái này là anh máy tính men đó các bạn. Ghê vậy, cái này có thiệt cả ta. What? Oh my god bro, mới, cái này mới luôn á. Nhìn thấy quăng cái toilet là các bạn nhớ ai đúng không? Idol cũ của chúng ta đó chính là Titan TV Man. Let's go, cái gì đây? Computer Man Soon, có nghĩa là cái máy tính, anh máy tính đang tới nha bạn nha. Ủa, có một cái biển hiệu thiệt luôn kìa các bạn. Vậy là có khả năng là trong tương lai sẽ có anh máy tính tới nha các bạn nha. Được đấy. Ôi, nếu như vậy anh máy tính sẽ kết hợp với anh TV Man nữa ta. Hợp lý. Ok, cùng cho coi nào. À, mày láo sao? Trời, thằng này bị đấm hoài luôn. Mỗi lần lên video mình là bị đấm các bạn. Xui. Cho mày nổ luôn. Nói chung là anh Titan TV Man cũng rất là ngầu nha các bạn nha. Nhưng mà bây giờ mình yêu thích anh kia hơn rồi. Thích anh này hơn rồi. Rồi xong luôn, mày ráo tao lên cấp 2 cho mày biết thế nào lễ độ được con trai. Bật đèn lên anh ơi. Được. Rồi xong ngay, em tự xử hết đi. Một thằng, hai thằng, ba thằng lên đường. Easy. À, thằng khứa đây. Titan Speaker Man. Lão. Ừ, lão. Rồi, làm mặt tức giận. Mày muốn chơi cái gì vô mày? Này là tôi ngược nha mấy nha. Tôi ngược để coi cái anh nói cái gì nào. You are dead. Mày sẽ chết. Này kiểu vậy nha mày. Rồi bây giờ tập tiếp theo. Đây là New Agent, hay còn được gọi là một nhân vật mới, nhưng mà không phải nhân vật mới đâu. Biết ai không? Ngay bây giờ các bạn biết đây là ai, bình luận liền cho mình biết ở phía dưới cho mày nha. Bạn nào bình luận đúng mình thả tim cho. Gợi ý nha, anh hai của mình á. Anh hai của mình nữa, anh hai đó, anh hai không tin nữa, anh hai thiệt chứ. Nè, chú bé ăn có bồn cầu nè. Lại đây em yêu, lại đây với anh. Thôi anh về đây không lại với anh đâu, không lại thì anh lại với em nè. Ui chạy thôi, đi đâu mà vội mà vàng, cho anh xin cái loa rồi. Parasite Toilet, cái con ký sinh trong người của Titan Speaker Man đó các bạn. Chơi mà chơi chạy để kiếm nó mới được. Cày được cái chứ. Ok, cùng nhau coi reverse lại đi. Để coi các bạn reverse không. Ồ có luôn nè. Reverse là giống như tua ngược các bạn. I will find you. Tôi sẽ tìm ra bạn. Đấy, anh sẽ tìm em đó kiểu vậy. Lại đây thằng nhóc. Come here. Đó, dữ thiệt. Ok, đây là một con Skibidolet Shipback. Mày nói nhiều hả mày? Cho mày bay màu luôn. Hãy bỏ chạy hả bạn ơi. Đấy, tên theo. Đây, nãy mình hỏi bạn anh nhân vật này đúng không? Thì bây giờ mình trả lời luôn nha. Bạn nói chính là anh Đao Phu á bạn nha. Thật ra đọc đúng tên của anh, không phải đọc Đao Phu đâu. Mày đọc là Đao Phu, nhưng mà thôi mình không đọc cái từ đó. Mày đọc là Đao Phu nha bạn. Hay còn được gọi là Blu-ray. Mình là J-Cray của anh là Blu-ray. Anh là anh trai của mình á. Ok. Ok, coi tiếp nào. À, Skibidi Toilet mai hút mũi vậy. Được, ghê. Bảo vệ mắt, bảo vệ lỗ tai. Rồi còn mày đặt gắn camera rồi. Rồi mày lại đây, mày hay lắm. Ừ, lão một đấm. Ôi, không sao. Mày nói nhiều, headshot. Ok, là mà dễ thương. Ê, mà tính là cái mặt của anh ta Titan Camera TV Man á, nhìn rất là giống như cái mặt của chị TV Man bạn nữ luôn á bạn. Nhìn cũng rất là cute nha bạn nha. Ok, một like rồi bạn em. Nè đó, khuôn mặt y chang đúng không? Mà khuôn mặt của chị kia là dấu nhỏ, dấu lớn, dấu nhỏ gì chứ, tia là W gì á. Disgusted. Thật là kinh tởm. Rồi đi đi mày ơi. Tiếp tục. Tập này là tập khá là đau buồn các bạn nha. No bro. Anh nói đâu mà hiểu đâu, tôi ngực phải hiểu. Ai thằng G-Man tới nè. Mày đùa hả G-Man? Đừng đùa, đỏ tăng sức mạnh lên nữa nè. Máy cưa tới. Một cái logo của bác học toilet xuất hiện.
Nó vừa luôn mà đây rồi kẻ ơi. Mày trời ơi, mất hai cái đầu cào rồi. Lại đây thằng G-Man. Mày đùa hả con? Đồ. Cây thì chứ. Để như các bạn đã coi tập trước của mình thì có khúc này là anh ấy chưa chết đâu nha, nó vẫn còn sống nha. Đây là con Skibidi Toilet kiếm Nhật và nó cũng mang mắt kiến bảo vệ phiên bản mới nha bạn. Này KS, này KS mọi người, tới KS. KS mà KS hụt nữa. Người ta KS, người ta KS chúng đi, nó còn KS hụt nữa. Có việc làm xong rồi. Cây được chứ. Anh hai cho mình xuất hiện nè. Anh hai. Hello anh hai. Đã phu. Anh hai. Oh my god. Anh hai mà nữa. Rồi bản tua ngột nè mấy ơi. You are so bad. Mày thật là tệ quá đi. Mày chơi mày quýnh lén mày. Rồi cây được chứ. Rồi lúc mà anh mới giờ anh sẽ nói câu gì đây? I think this is a trap. Có nghĩa là tôi nghĩ đây là một cái bẫy. Chính xác của anh là cái bẫy đó. Help is coming. Sự trợ giúp đang tới. Rồi một con Skidulet mang theo một cái súng nha mày nha. Ui. He is watching. Anh ấy đang theo dõi chúng ta. Ok. Cameraman Kirito. Ủa ông đừng giỡn nha. Hơi bị nhiều bạn fan của mình idol ảnh luôn á bạn. Đừng giỡn, nó thiệt. Hôm bữa mình lên trên mạng mình thấy có rất là nhiều người idol Cameraman Kirito đó các bạn à. Ngay bây giờ ai idol Cameraman Kirito hãy bình luận số 1 cho mày nha. Ok. Trong đó thường như là không có mình nha bạn, biết tại sao không? Tại vì giờ ảnh hài các bạn, ảnh hài là chính thôi chứ mình không có idol ảnh nha bạn, nhưng mà ảnh hài lắm các bạn. Ảnh cầm hai cái đồ hút bồn cầu cho nên nhìn hài. Mình là idol Titan Cameraman mà thôi. Let's go, coi tiếp. Ôi, anh Đa Phu đứng ở trong phòng đó mà không biết luôn kìa. Surando, cú sút dạng năng. Đấy, một mình chấp năm. Rồi, máy cưa tới. Nó cưa làm đôi cái người luôn đó. No, God, please, no, no, no. Tập tiếp theo, tập này là có chị TV Man nè. Skibidi Toilet G-Man đã đeo mắt kiếng. Thì lúc này nó bắt đầu nó sợ rồi các bạn ơi. Cho nên nó bây giờ phải đeo mắt kiếng rồi. Chứ nó không đeo mắt kiếng nó không chịu nổi đâu. Nhưng mà cái mặt của nó các bạn để ý kìa. Cái mặt của nó, cái lông mày của nó bị biến dạng rồi các bạn. Cái mặt nó bị biến dạng sau cái trận đấu với anh Titan TV Man rồi. Quá là đơn giản. Hồi mình có lên mạng mình tìm hiểu về cái dấu này nè các bạn. Cái dấu này không phải là dấu dislike đâu nha các bạn nha. Mà dấu này biết là gì không? Có nghĩa là hãy rút lui đi, hãy từ bỏ đi. Tụi nó bây giờ quá mạnh rồi. Nó kiểu giống vậy nha các bạn, chứ không phải là dislike nha các bạn nha. Man Gunman làm gì dislike bao giờ đúng các bạn. Cho nên là hãy rút lui đi kiểu vậy á các bạn ơi. Thằng này á, nó mang trên mình một cái đầu cameraman và một cái loa của anh Speakerman các bạn à. Nó có một cái sở thích, đó chính là thu thập thân xác, thân thể của những anh cameraman Speakerman gắn lên người các bạn. Giống như để làm chiến lợi phẩm á các bạn. Ui, thằng này đúng gớm luôn á. Mày đùa hả con? Mày hả con? Mày đùa. Đây, đừng đùa với chị. Chị ra đây rồi nè, đốt lửa luôn. Cho trái đen thui khét lẹt. Ui. Gọi rút cái đầu ra. Cho vô điều khiển. Let's go. Swat toilet. À, xì quát này thì xì quát này. Ây, à, chứng tỏ một chuyện là cái thằng skill damage của nó cũng khá là mạnh đó nha các bạn nha. Rồi gì vậy? Ôi, đi thôi. Ê, có mạnh rồi, nó nói cái gì á, mình không nghe được á. New Giant Toilet, một con toilet ngự khổng lồ mới. Ê, mà đưa chị đưa cái mặt này nè các bạn. Trời, cái mặt này đúng dễ thương luôn. Đúng cù te luôn các bạn à. Crush của anh Jay. Ok, đừng giỡn, crush có nhiều người đang coi video này lắm á nha. Mình biết á nha. Đừng giỡn tôi à. Cameraman đã được cứu. Ok, anh được cứu rồi bạn ơi. Titan Cameraman sắp tới rồi. Phiên bản tua ngược. Để coi anh này nói gì đây. Leave now. Okay. Rời khỏi đây ngay lập tức. À, ghê. Tiếp theo nào. Speakerman đang đeo thuốc nổ cho Cameraman. Thấy chưa? Cái
cái này đâu phải là con kit đâu các bạn, mà nó chính là thuốc nổ nha các bạn nha. Vậy là anh cameraman này là anh cameraman cảm tử nha các bạn. Ảnh sẽ đeo thuốc nổ lên trên người và ảnh chạy ra ảnh kích hoạt nổ cái đung một cái. Tính ra là bên cameraman anh nào cũng tốt luôn đúng các bạn, đúng không? Đúng rồi, bây giờ mới nút like rồi các bạn ơi. Rồi anh nào cũng tốt luôn, nhất là cái anh nhà bác học, chắc các bạn vẫn còn nhớ tập đó đúng không các bạn? Anh nào bạn nào còn nhớ tập đó bình luận liền là em nhớ nha anh Jay nha. Tập đó anh nó hy sinh nên bị đau buồn luôn. Rồi ở đây coi tiếp nè bạn. Những anh cameraman bị trọng thương. Một anh bên đây thì mất cái tay rồi nè. Anh này nè, cái anh này bị mất cái tay rồi nè. Còn cái anh này thì hình như bị cưa làm đôi luôn hay sao á. Cây đắng thiệt. Gì vậy? Anh cameraman mà áo trắng là anh cameraman nhà bác học. Ảnh đưa một cái tay là ra dấu hiệu là đừng có đi về phía trước. Là dấu hiệu vậy nè bạn. À, dấu hiệu đưa cái tay bắt chéo vậy nè, là đừng tiến lên phía trước, rất nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta vẫn đi lên bạn à. Ơi, thằng kia nó có hai cái cây mã tấu luôn. Mày chết đi con trai. Ok ok, thằng này nó vẫn bắn được lần nữa là bùng nổ tung. Và đây, cameraman Kirito ở dưới. Cái gì vậy? The same toilet as in episode 49. Có nghĩa là cái con Skibidi Toilet này nó đã xuất hiện từ tập trước rồi mà chúng ta không biết các bạn. Rồi, Kirito đang tiến vô từ từ các bạn ơi. Đó, đại ca tới rồi đây. Mày đùa hả con? Sao? Mày vũ khí mới à? Thằng cái Skibidi Toilet kêu nãy nó có vũ khí mới các bạn, nó hù các bạn. Anh Titan comment vô, mày vũ khí mới không? Mày mới dữ chưa? Mày mới hả mày? Súng laser đúng mạnh luôn. Nè các bạn để ý kỹ nha. Nếu như bây giờ các bạn nhìn ở dưới góc dưới đây nè, anh Kirito vẫn còn sống và vẫn đang đứng ở đây và vẫn đang tiến vô từ từ nha các bạn. Không hề biết sợ là gì. Mày đùa hả con? Sao mày sao? Ghê. Mày ghê không? Mày ghê. Ghê. Là ghê dữ chưa? Là mày phun lửa dữ chưa? Ok. À mấy bà trực thăng hả? Đây anh biểu. Hút vô. Gì vậy? Magnetic power có nghĩa là sức mạnh 500 nha các bạn. Được đấy. Mày dù hả con trai? Và bây giờ làm gì các bạn? Đó chính là làm cái nút like. Like nhiều vô. Like nhiều vô mới được nha bây giờ. Gặp ảnh là phải like nha các bạn. Mấy anh này like quá trời không? Like. Mốt mà các bạn ví dụ nha, mà các bạn có gặp anh Jay ngoài đời thiệt nha các bạn, đó chính là các bạn nhớ gặp anh Jay các bạn làm như nào. Mình này gặp các bạn fan rồi mình cũng sẽ làm. Là anh em hiểu là chúng ta là fan của Titan TV cameraman nha bạn nha. Like. Easy game đó bạn, nhớ nha, đừng quên nha bạn. Vậy là video của mình tới đây cũng đã phải kết thúc rồi các bạn à. Mình cảm ơn các bạn đã xem được của mình ngày mai rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này, đừng quên để cho mình nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Các bạn nhớ bấm nút like cho mình nha. Hiện tại mình đang bị bệnh nên mình mong là không biết mai có làm được video hay không. Anh em nhớ bấm nút like để mình có động lực nha. Còn bây giờ thì bye bye. Give me what I'm looking for.